quen với chị Lân chúng phải dây đập. Thôi mấy bạn có làm quen chị Lân đi. Có làm quen kìa. Trời ơi, muốn cởi lên lưng con này dễ hẹt chứ gì. Nhảy lên lưng nó thôi. Nè em tụng tụng. Đang làm dễ, dễ quá ghê. Lân ơi, mình cho Lân ăn bánh nè. Cho Lân ăn kẹo nè. Gì vậy? Cho Lân ăn hộp dưa nè. Cho Lân ăn xin gom nè. Lân cho mình cười nha. Ôi trời ơi. Lân không chịu. Chịu rồi. Ăn đóng vô. Bạn dở rồi bạn ơi, để coi tôi nè. Lân ơi, Lân cho tôi cười một lần thôi. Tôi sẽ tặng cho Lân một nụ hôn nồng cháy. Ôi nè. Coi tôi nè, mấy bạn làm không được gì đâu. Lân ơi, đứng dậy nè. Chị thương em lắm nè. Đứng dậy, chị hát cho em nghe. Xong rồi á, em cho chị cởi lên lưng em nha. Lân ơi, lại đây hãy lắng tai nghe chị hát. Chị hát, Lân nghe, Lân nghe. Chị hát, chị hát, Lân nghe, Lân nghe. Chị hát, chị hát, Lân nghe. Con Lân nó ngủ luôn rồi. Trời ơi, chứ. Lân ơi, đứng dậy đi Lân. Mẹ buồn ngủ lắm đúng không? Thôi bây giờ mình sẽ hát rock cho bạn dậy nha, cho bạn tỉnh dậy nha.